Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kệ khai kinh: Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày bất kiếp có thiền cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện toàn Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết kinh chim sát nghiệp báo thiện ác. Hán dịch tại ngài Tâm Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đăng Đời Tùy phần 1. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật đấng nhất thiết trí ở thành Phương Xá trong núi Linh Thứ, dùng sức thần thông thì hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng câu hỏi và nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bây giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tính từ tòa đứng dậy, sau là y phục phen áo phơi mặt cũng có chắp tay và lên Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nay con ở giữa chư đại chúng đây, muốn có chỗ hỏi, thưa Tịnh Thế Tôn, quý mong Đức Thế Tôn đủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng: Này thiện nam tử, tùy chỗ ông hỏi, Như Lai có thể giải nói cho ông. Ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tính thưa: Như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập diệt rồi, đến sau thời kỳ chánh pháp chấm dứt, tượng pháp sắp hết, sang thời mạt pháp vào thời kỳ này, chúng sanh phước mỏng, nhiều sự suy buồn, quốc độ xảy ra rối loạn, hoài hoài tai họa nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ thứ ách nạn, toàn những sợ sợ bức xúc chúng sanh. Đệ tử Như Lai đa số đánh mất niệm lành của mình, chỉ nuôi lớn thêm tham, giận, ganh tị, ngã mạn vân vân. Giả sử có người làm được những điều giống như thiện pháp, thì cũng chỉ cầu lợi dưỡng tiếng khen theo người thế gian, lấy đó làm đích, chẳng thể chuyên tâm tu pháp xuất yếu. Trong thời kỳ này, chúng sanh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng họ khiếp nhược, lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng. Do những nhân duyên đầy dậy các thứ chướng ngại như thế, cho nên đối với chánh pháp của Phật, căn tính của họ trở nên chậm lục, đức tin ít ỏi, người chứng được đạo cực kỳ hiếm có. Đến đổi lần lần đối với ba thừa, những người thành tựu đức tin căn bản lại cũng rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông để biết kiếp trước của mình vân vân lần lượt chẳng còn. Và thời mạt pháp lâu xa như vậy, người chứng đạo quả, người được đức tin, người được thiền định thần thông vân vân hoàn toàn không có. Kính bạch Thế Tôn, con vì đời đại ác được sau này khi tượng pháp sắp hết, và vì chúng sanh căn lành nhỏ nhoi trong thời mạt pháp, xin hỏi Như Lai bày phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật, khiến sinh lòng tin được trừ suy buồn. Bởi các chúng sanh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại nên họ thoái tâm lành đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế, phần nhiều nghi ngờ chẳng thể bền lòng chuyên cầu thiện pháp. Chúng sanh như vậy thật đáng thương, đáng cứu. Tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận, trí biết tất cả, xin khởi phương tiện dạy rõ điều này, khiến liền đối nghi trừ các chướng ngại, thêm được đức tin nương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Kiên Tịnh Tính rằng: lành thay, ông hỏi việc này hay lắm, rất vừa ý ta. Nay trong hội này có Đại Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này thưa hỏi với người, vì Bồ Tát ấy sẽ vì ông mà dần lập phương tiện mở bày diễn nói để ông mãn nguyện. Khi đó Bồ Tát Kiên Tịnh Tính bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Như Lai là đấng đại trí vô thượng, ý gì Đức Phật chẳng nói là muốn để cho Bồ Tát Địa Tạng nói việc này. Đức Phật bảo ngài Kiên Tịnh Tính: Ông chớ có sinh tư tưởng cao hạ. Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị a tăng kỳ kiếp. Từ lâu người đã chứng vào biển nhất thiết trí, công đức tràn đầy, chỉ vì nương sức đại tự tại và thệ nguyện xưa mà khéo hóa hiện ứng thân mười phương. Dù rằng dạo khắp tất cả cõi nước, khởi dụng độ sinh, nhưng với đời ác năm trượt, riêng người đã làm lợi ích giáo hóa sâu dài hơn cả, là cũng nương sức huân tập, thệ nguyện thuở xưa, mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng, từ 11 kiếp trở lại đây, luôn luôn trang nghiêm thế giới Ta Bà, thành thuộc chúng sanh, do đó trong đại hội này, thân tướng của người đoan nghiêm oai đức thù thắng. Chỉ trừ Như Lai, ngoài ra không ai có thể hơn nổi. Vả lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa nơi thế giới này, trừ những vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Sơ Lợi, Quan Thế Âm, ngoài ra không ai có thể sánh kịp.
Cũng bởi bản thể và nguyện lực xưa của Bồ Tát này là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sanh, hay diệt tất cả tội nặng, hay trừ cái thứ chướng ngại cho khắp chúng sanh để họ hiện đời được sự an ổn. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là Đấng khéo nói pháp an ủi chúng sanh, nghĩa là khéo nói những pháp rất sâu, có thể mở mang dẫn dắt những người vừa mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa, khiến chẳng khiếp nhược. Bởi những nhân duyên như vậy cho nên nơi thế giới này chúng sanh khát ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói. Khi ấy Bồ Tát kiên tịnh tánh đã hiểu được ý của Phật, ngay đó ngài liền mở lời khuyến thỉnh Đức Địa Tạng rằng: Hay thay Đấng Đại Sĩ cứu đời, hay thay Đấng Đại Trí khai đạo, như điều tôi hỏi về những chúng sanh trong đời ác được dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn cho họ liệt khỏi các thứ chướng ngại, được vững niềm tin. Này, Đức Như Lai muốn để cho ngài nói phương tiện đó, xin ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng nói với ngài kiên tịnh tánh rằng: Này thiện nam tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ trong đời ác trược, những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ đối với những điều nhân quả thế gian và xuất thế gian, như chưa có được đức tin quyết định, chẳng thể tu học về tưởng vô thường, về ý tưởng khổ, ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất tịnh, những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu, chẳng thể siêng năng quán bốn thánh đế, hoặc là quán pháp 12 nhân duyên, hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt. Do chẳng siêng quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không tạo tội lỗi thuộc 10 điều ác căn bản. Đối với công đức của Phật Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu của ngôi Tam Bảo, chẳng hay chuyên lòng tin tưởng sâu sắc, đối trong ba thừa đều không định hướng. Những hạng người trên nếu có bất cứ thứ chướng duyên nào thì mối lo lắng càng thêm tăng trưởng, hoặc nghi hoặc hối. Đối với mọi điều tâm chẳng sáng tỏ, cầu nhiều lo nhiều, lắm chuyện ràng buộc, làm việc bất định, tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật, người nào có sự chướng ngại chướng nạn như thế nên dùng phương pháp xem tướng mộc luân mà chiêm nghiệm xét nét nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước, cũng như những sự khổ vui lành dữ hiện tại đời này, duyên hợp mà có, duyên hết thì tan, nghiệp nhóm theo tâm, tướng hiện quả khởi, chẳng mất chẳng hư, tương ứng với nhau không hề xa lạ. Hãy nên như vậy, chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu rồi tự nhắc nhở nơi lòng của mình, đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì lấy theo đó quyết định rõ rệt. Là đệ tử Phật, hãy nên học tập phương pháp chiêm xét tướng mộc luân này, hết lòng đương theo việc được xem xét, thì không điều nào mà chẳng thành tựu. Cho nên vứt bỏ phương pháp nói trên, trở lại theo đuổi những thứ bói quẻ hoặc là những việc chiêm tướng lành dữ của người thế gian, rồi sinh ham đắm, ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thánh đạo Bồ Đề. Này thì nam tử, muốn học cách làm tướng mộc luân thì trước phải cắt gỗ cỡ như ngón út, dài dưới một tấc, chính giữa mảnh gỗ bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ nhọn lần lần ra, ngửa tay dèo qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi. Nhân vì nghĩa này, mệnh danh là Luân. Lại nương tướng này có thể phá hỏng lưới nghi chấp tà trong tâm chúng sanh, chuyển sang đường chính, đến chốn an ổn nên gọi là Luân. Về tướng Mộc Luân thì có tất cả ba thứ khác nhau. Thế nào là ba? Mộc là Luân tướng, biểu thị nghiệp chủng thiện ác sai biệt đã tạo đời trước. Luân này có 10. Hai là luân tướng, biểu thị nghiệp chủng chưa nhắm trong những đời trước hoặc xa hoặc gần, tạo nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau. Luân này có 3. 3 là luân tướng, biểu thị tòa báo sai biệt cả trong 3 đời. Luân này có 6. Nhưng muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải khắc gỗ ra làm 10 luân. Y 10 luân này viết ghi danh từ của 10 thiện nghiệp. Cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân, ghi ở một mặt. Kẻ lấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho cân đối, mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt.
về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả điều ác, có thể tóm nhiếp tất cả ác pháp khác. Nếu muốn chiên quẻ tướng mộc luân này, trước hết phải học sự dốc lòng thành lễ chung tất cả chư Phật mười phương, do đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, thưa hỏi lãnh nhận chánh pháp của Phật. Cái đó nên học sự dốc lòng thành kính lạy mười phương tất cả pháp tạng, do đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng thọ trì đọc tụng tu hành đúng pháp vì người dễ nói. Kế nữa phải học sự dốc lòng thành kính lạy mười phương tất cả hiền thánh, do đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường phát tâm bồ đề, sẽ đến đến bất thoái chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành kính lạy nơi ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, do đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương mau được trừ diệt đi nghiệp ác, lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ. Lại như thế rồi, tùy chỗ có được hương hoa vân vân, nên sắm cúng dường. Trong khi cúng dường, hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật Pháp Tăng Bảo, thể thường khắp giáp, hiện hữu khắp nơi. Nguyện cho những món hương hoa dân cúng, đồng với Pháp tánh, xông khắp tất cả cõi nước mười phương của các Đức Phật, rộng làm Phật sự. Là nghĩ mười phương tất cả món cúng lúc nào cũng có. Nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hoa hương, chuỗi ngọc tràng phan bảo cái, những món trân quý, các thứ âm nhạc, đèn đuốc sáng tỏ, món ăn, thức uống, y phục, mền nệm, thuốc thang vân vân. Cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm cúng dường tận khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng đều cùng chung với tất cả chúng sanh, dâng hiến cúng dường. Là nên nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong các thế giới, ta đều tùy hỷ. Người nào chưa thể sắm sửa cúng dường, nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường. Là nguyện thân ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả cõi nước mười phương, ở mỗi mỗi chỗ Phật Pháp Tăng Bảo để dùng tất cả những món trang nghiêm, với khắp chúng sanh đồng đem dâng hiến cúng dường tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, chùa viện, tháp miếu, tất cả Phật sự của các Đức Phật, cúng dường tất cả bao nhiêu tạng pháp và chỗ thuyết pháp, cúng dường tất cả chư hiền thánh tăng. Nguyện con cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế xong rồi, lần lần thành tựu 6 ba la mật, 4 vô lượng tâm, biết sâu các pháp xưa nay vắng lặng, không sinh không diệt, nhất vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh rốt ráo tròn đầy. Là một lần nữa, buộc tâm một chỗ riêng cúng dường ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bằng cách xưng danh hoặc tụng niệm thầm nhất tâm xưng rằng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xưng danh như vậy đủ 1.000 lần. Qua 1.000 niệm rồi, bạch lời như vậy: Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Từ Đại Bi, quý mong Bồ Tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sanh mau trừ cái chướng theo đấng đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay khế hợp tương xứng với đối với sự thật. Nói lời ấy rồi, sau đó tay cầm mộc luân ở trên vật sạch, gieo qua một bên cách thức như thế, muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy. Người xem nên biết, người muốn chiêm xét tướng mộc luân này luôn đây, tùy nghiệp được hiện đều phải một mẫu quan sát kỹ lưỡng, suy tư nghiệm xét, hoặc là thuần đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thuần đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác xen lẫn, hoặc thuần thiện chẳng đủ, hoặc thuần ác chẳng đủ. Nghiệp nhân như vậy giống loài chẳng đồng, tập khí quả báo mỗi thứ mỗi khác, như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi nơi nhiều kinh khác. Phải nên nhớ nghĩ, suy ngẫm quan sát nghiệp chủng được hiện cùng với những việc quả báo khổ vui lành dữ trải qua trong hiện đời này, như tương xứng với nghiệp tập phiền não đang nhận, đó mệnh danh là khế hợp. Nếu chẳng tương xứng và biết đó là chẳng hết lòng thành mà là lũ sai, nơi chim sát bằng tướng mộc luân mà nghiệp thiện nghiệp ác đều chẳng hiện ra, thì người này đã chứng tâm sáng suốt của trí vô lậu. Hãy nên chuyên cầu xuất ly thế pháp,
chớ ưa nhận lại quả báo thế gian. Những nghiệp hữu lậu lần lượt nhỏ yếu chẳng còn tăng trưởng, cho nên chẳng hiện. Trường hợp thuần thiện chẳng đủ, thuần ác chẳng đủ thì hai hạng người này, những gì về nghiệp thiện, nghiệp ác của họ chẳng hiện, đều là nhỏ yếu, chưa dẫn đến quả, do đó chẳng hiện. Nếu đời sau này, những vị đệ tử của Đức Như Lai, một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ác, được tương ưng rồi, đối với những món thuộc năm thứ dục, khi được xứng ý, chớ tự dễ vui, rồi khởi buông lung, liền nên xét nghĩ ta được như vậy, là do thiện nghiệp đã tạo đời trước, cho nên ngày nay được phước báo này, nay ta càng phải tiến tu thêm nữa, chẳng nên dừng nghỉ. Nếu gặp ách nạn hoặc là những sự suy não chẳng lành, rối rắm lo sợ chẳng được vừa ý, và nên cam chịu, cho nên nghi hối mà thoái lui thiện nghiệp, liền nên xét nghĩ, nghiệp ác thế này chỉ do đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc báo như thế. Này, ta phải nên sám hối ăn năn dẫn nghiệp ác đó, cũng như chuyên tu pháp môn đối trị và tạo nghiệp lành thêm, không được dừng lại hay biến lười phóng túng. Nếu chẳng như thế, chỉ càng thêm sự chú nhóm các thứ khổ tụ mà thôi. Trên đây gọi là phương pháp chiêm sát bằng tướng mục luân, thuộc cách thứ nhất. Thì nam tử, nếu muốn chiêm sát nghiệp được chú nhóm xa gần trong đời quá khứ về trước, những nghiệp đã tạo mạnh yếu lớn nhỏ sai khác thế nào, là nên khắc gỗ ra làm ba luân, biểu thị ba nơi, thân, khẩu, ý. Mỗi luân chủ một nơi viết chữ vào đó, là nơi mỗi luân chính giữa một mặt viết vào đường gạch, hơi lớn và dài cho đến chí mí. Kế mặt thứ ba, rạch một nét khác, hơi to và sâu. Đến mặt thứ tư cũng khắc một nét to lớn và càng dần. Cần nên biết rằng, nghiệp thiện trang nghiêm cũng tương tự như vẽ vời tô điểm, nghiệp ác suy hại giống như gạch bỏ. Gạch nào dài lớn tượng trưng cho sự chứa thiện vốn đã từ lâu trở lại, thiện nghiệp đã làm mạnh mẽ bén nhạy, việc làm tăng thêm. Gạch nào nhỏ nhắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại vốn còn gần cạn, chỉ mới tập tành nên tháng chậm chạp, việc làm mỏng manh. Nét khắc vào nào mà vừa to vừa sâu, tượng trưng cho những tập quán xấu ác từ lâu trở lại, việc làm tăng thêm, dư họa cũng dày. Nét khắc nào mà vừa to vừa cạn, tượng trưng cho sự thoái tu thiện pháp trở lại đây gần, mà mới tập tành theo những ác pháp, những nghiệp đã tạo còn chưa đến nỗi tăng thường lên lắm. Hoặc là dù có khởi nghiệp ác nặng, nhưng từng hối cải, đó được gọi là những điều ác nhỏ. Này thì nam tử, nếu như chiêm xét luân tướng lần đầu, thì chỉ mới biết thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng thể biết tập quán chứa nhóm lâu, xa hay gần, cũng như chưa thể biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu, hoặc lớn hay nhỏ. Thế nên cần phải chiêm xét luân tướng lần thứ hai nữa. Nếu như chiêm xét luân tướng lần thứ hai, thì phải căn cứ nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu. Nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì gieo luân tướng có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì gieo luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì gieo luân tướng có sẵn chữ ý. Chẳng được đem tất cả tướng của ba luân theo chung một lần, phải tùy theo nghiệp. Chú ý nên nhớ từng nghiệp thiện ác, căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chiêm cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chiêm lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân, mà trong luân tướng chiêm lần thứ hai là được điều xấu nơi thân, như vậy gọi là lòng không chí thành, chẳng được khế hợp, gọi là sai luống. Lại nữa, chẳng thương ơn là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát chẳng giết, hay nghiệp thâu đạo trộm cướp, ý trước chú mục xem nghiệp bất sát, nhưng trong luân tướng chiêm lần thứ hai được ác nơi thân, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Lại nữa, nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưa nghiệp sát, không tạo tội giết, chỉ có ý là còn chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chiêm lần thứ hai là được thân đại ác, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Từ đó suy ra trong nghiệp khẩu hay nghiệp ý,
Nghĩa chẳng tương ưng lại cũng như vậy, cần phải biết rõ. Ngài Đại Địa Tạng, Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng lại bảo Ngài kiên tịnh tính. Này thiện nam tử, đến đời sau này các hạng chúng sanh vốn cầu thoát khỏi sinh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiền định, trí tuệ vô tướng, cần phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nhẹ nặng thế nào. Nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dày thì chẳng được học ngay pháp thiền định trí tuệ, trước hết cần phải tu pháp sám hối. Tại vì sao thế? Người này đời trước tập khi ác tâm mạnh mẽ bén nhạy, cho nên hiện tại ác tạo nhiều ác, hủy phạm trọng cấm. Cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền định trí tuệ, thì người đó sẽ có nhiều chướng ngại chẳng thể thành công, hoặc bị thất tâm lầm lạc cuồng loạn, hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy rối, hoặc thâu nạp pháp tà theo lớn ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám pháp. Một khi giới thệ đã được thanh tịnh hay tội nạn đời trước được nhẹ mỏng rồi, ác lìa các chướng, thì nam tử hành giả muốn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ vắng, tùy năng lực mình mà trang nghiêm một tịnh thất vừa phải. Trong thất tôn trí tượng Phật Bồ Tát, để kinh sám, treo phan lọng lụa, chuẩn bị hương hoa, để dùng cúng dường, tắm gội thân thể, giặt sạch y phục, chớ cho hôi hám. Mỗi ngày 3 lần. Ở trong thất ấy, 3 thời xưng niệm danh hiệu sám hối. Một lòng kính lạy 7 Đức Phật quá khứ và 53 Đức Phật. Kế đó, tùy 10 phương mà mỗi mỗi lạy chung. Vận tâm lạy khắp nơi có sắc thân xá lợi hình tượng tháp miếu và những Phật sự của tất cả chư Phật. Kế lại lạy chung tất cả chư Phật 10 phương 3 đời. Là nên vận tâm lạy khắp 10 phương tất cả pháp tạng. Là nên vận tâm lạy khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong khắp 10 phương. Sau đó riêng xưng danh thêm và đảnh lễ ta, Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát. Lễ như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo, một lòng ngưỡng bạch, cúi mông 10 phương cho Đại Tự Tôn. Chẳng biết hộ niệm cho con sám hối chẳng còn tạo lại. Xin nguyện con và tất cả chúng sanh mau được trừ diệt những tội từ vô lượng kiếp trở lại, 10 thứ nghiệp ác, 4 thứ tội nặng, 5 tội đại nghịch, tà kiến điên đảo, giả bai tam bảo, tội nhất xiển đề, vân vân. Khi đó hành giả lại nên xét nghĩ, tính tội như vậy chỉ là từ tâm hư vọng điên đảo mà khởi, không có thật thể nhất định. Để có thể nắm bắt và có và thể của nó vốn là rỗng lặng, nguyện cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm, diệt hẳn gốc tội. Kế lại phát lời nguyện khuyến thỉnh, xin nguyện 10 phương tất cả Bồ Tát, vị nào chưa thành vô thượng chánh giác, xin nguyện vị ấy mau thành chánh giác. Vị nào đã thành, xin nguyện thường trụ mãi trên thế gian, để chuyển pháp luân không vào niết bàn. Kế lại phát lời nguyện tùy hỷ, nguyện con và khắp tất cả chúng sanh rốt ráo lìa hẳn thứ tâm canh tị, tất cả cõi nước trong khắp 3 đời, những người tu học được các công đức mà được thành tựu, con đều tùy hỷ. Kế lại phát lời nguyện hồi hướng, nguyện những công đức mà con đã tu nếu có lợi ích cho khắp chúng sanh đều xin hồi hướng về nhất thiết trí đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua bên cạnh tịnh thất, ngồi thẳng nhất tâm, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc là niệm thầm danh hiệu của ta. Hành giả phải nên tiết giảm ngủ nghỉ. Nếu bị hôn trầm che mờ tâm tính thì nên trở vào đạo tràng trong thất, kinh hành niệm tụng. Trên đây là nói 3 ngày, kế đến là phần giờ giấc ban đêm. Nếu có đèn nến thắp sáng ban đêm, cũng nên 3 thời cung kính cúng dường, phát sám hối phát nguyện. Nếu chẳng thể sắm đèn nến sáng sủa, phải nên thường trực ở trong tịnh thất, một lòng tụng niệm, hàng ngày thực hành pháp sám như vậy, chớ lười bỏ phế. Nếu người có sẵn định tản thiện nghiệp xa xôi đời trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác rồi tạo điều ác, thì tội chướng nhẹ, tâm của người ấy mạnh mẽ lanh lợi, ý lực hùng dũng, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh trước các chướng ngại. Các hạ chúng sinh nghiệp có dày mỏng, cho nên căn tính có lanh có chậm, sai khác không lường. Hoặc có những người sau 27 ngày thì được thanh tịnh,
Có người trải qua 21 ngày cho đến trải qua 49 ngày bèn được thanh tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng và phải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người căn tính cực kỳ chậm lụt, tội chướng sâu nặng, cần phải luôn luôn phát tâm vọng mạnh, chẳng đối tượng đến việc tiết thân mạng, thường xuyên xưng niệm, sớm tối kinh hành, giải quanh tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ, lệ sáng phát nguyện, vui tu cúng dường, chẳng lười, chẳng bỏ, dù cho mất mạng cũng chẳng dừng thoái, tinh tấn như thế trong 1.000 ngày, quyết được thanh tịnh. Thì nam tử, nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám pháp qua sau 7 ngày, và nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng Mộc Luân thuộc lớp thứ hai đầy đủ trong tay giao luôn 3 lần, nếu thân khẩu ý đều là thuần thiện, người ấy được gọi là thanh tịnh lại. Về đời sau này, các hạng chúng sinh người nào có thể tu hành sám pháp thì quá khứ từ trước lâu xa trở lại ở trong Phật pháp, người nào đã từng tu tập thiện pháp, tùy người đó tu những công đức gì, tội nghiệp cũng có dày mỏng, đủ thứ khác lạ. Do đó những hạng người kia trong lúc được sự thanh tịnh, tướng cũng chẳng đồng. Và có chúng sanh, khi được 3 nghiệp thuần thiện, bèn liền được thêm các thứ tướng hảo. Và có chúng sanh, khi được tướng trạng 3 nghiệp lành vừa, thì trong 1 ngày đêm, lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân ý thơi thới, hoặc có mộng lành, hoặc thấy thân Phật đến để chứng minh, tay xoa đầu mình khen rằng: lành thay, người này thanh tịnh, ta đến chứng minh cho ngươi. Hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng ra ánh sáng để bị chứng minh. Nếu người chưa được tướng 3 nghiệp lành mà chỉ trước đó thấy nghe những việc như vậy, rồi cho là mình xem cái kết quả, thì đó chính là hư vọng gió ngụy, chẳng phải tướng lành vậy. Nếu người từng có gốc lành xuất thế, tùy sở nhiếp thọ của họ mạnh lanh, thì tại lúc đó tùy chỗ đáng độ mà vì hiện thân phong ánh từ quang khiến họ an ổn, lìa những nghi sợ, hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành dữ đã tạo trong những kiếp trước, hoặc lại tùy họ ưa những pháp gì liền vì nói những giáo pháp tham yếu, ngay đó người ấy hướng về thừa nào tức được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lần lần chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sinh nào mặc dù cho thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp, hãy siêng tu học với lòng chí thành, khiến thân khẩu ý được tướng thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm khiến chúng sanh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại, thì mà 3 tuần chẳng đến phá hoại cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu, và 5 món cái lần lượt dạ mỏng kham nổi tu tập thiền định trí tuệ. Lại nữa, nếu đời sau này các hạng chúng sanh tuy chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất yếu, hễ gặp những thứ hoạn nạn tai ách, nghèo nàn khốn khổ, lo rầu bức bách, cũng nên cung kính lễ lạy cúng dường tam bảo, ăn năn tội ác đã tạo và thường phát nguyện trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, xiên lòng xưng niệm danh hiệu của ta với lòng chí thành, cũng sẽ mau tất các thứ suy não, bỏ thân này rồi sinh về chỗ lành. Lại nữa, thời đại sau này các hạng chúng sinh tại gia xuất gia muốn cầu tọa giới thanh tịnh vi diệu, nhưng trước đó tạo tội nặng tăng thượng chẳng được phép thọ, cũng phải như trên tu pháp sám hối với lòng chí thành. Khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi, hãy khá thọ. Nếu chúng sanh ấy muốn tu tập theo đạo lý đại thừa và cầu thọ những giới trọng căn bản của bậc Bồ Tát, hay nguyện thọ chung tất cả giới cấm xuất gia tại gia, nghĩa là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới, nhưng chẳng tìm được giới sư giỏi khéo có thể giỏi rộng tạng pháp Bồ Tát tu hành trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường. Người ông bạch 10 phương chư Phật Bồ Tát cung trịnh chư Phật làm thầy truyền giới, cho đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng, một lòng lập nguyện kể rành 10 tướng, trước hết nói 10 giới trọng căn bản, kể đến nêu chung 3 thứ tụ giới, tự thể mà thọ đây cũng đắc giới.
Lần lượt các hàng chúng sanh về đời vị lai muốn cầu xuất gia hoặc xuất gia rồi lại chẳng thể gặp giới sư giỏi đúng và thanh tịnh tăng, tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp thọ những giới cấm. Hễ có khả năng học sẽ phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi, song những người ấy còn chưa xuất gia hãy nên cạo tóc, mặc vào pháp y, lập nguyện như trên, tự thể mà thọ ba tụ luật nghi của giới Bồ Tát. Đó mệnh danh là được đầy đủ giới ba la đề mộc xoa của người xuất gia, gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo đi. Sau đó liền phải tìm tòi học hỏi luật tạng thanh văn và luật tạng kiết tập của Bồ Tát Thừa, tọa trì đọc tụng, quán xét tu hành. Nếu tuy xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20, phải nên trước thệ nguyện thọ 10 giới căn bản của Bồ Tát và thọ những giới riêng của Sa Di hay Sa Di Ni, liền phải gần cũi cũng như cung cấp hầu hạ bậc đã xuất gia kỳ cựu. Vị này trước đã học đại thừa tâm và thọ đủ giới, Sa Di mới thọ tỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ, thỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi như những phép tắc của một Sa Di hay Sa Di Ni. Nếu chẳng thể gặp người nào như thế thì chỉ nên gần gũi những vị Bồ Tát tu về luận tạng mà đọc tụng suy gẫm quán xét tu hành, hãy siêng cúng dường Phật pháp tăng bảo. Nếu Sa Di Ni tuổi đã 18 còn nên tự thệ tỏ xấu giới pháp của một thức xoa trong tạng tỳ ni và phải học hỏi tất cả tuổi giới của tỳ kheo ni. Lúc tuổi người đó tròn đủ 20 mới có thể tổng thọ ba tuổi tịnh giới của một Bồ Tát như trên đã nói, sau đó được gọi tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nếu chúng sanh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo, giả sự tác pháp tưởng mình thọ giới chẳng gọi đắc giới. Bấy giờ ngài kiên tịnh tính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát: Bạch Đấng đại sĩ, về sự chí tâm tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sở chí tâm nào có thể cảm triệu mộng thấy tướng lành? Ngài Địa Tạng đáp: Này thì nam tử, nói về chí tâm, tâm tắc có hai. Những gì là hai? Một là chí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập. Hai là chí tâm của người nhiếp ý tinh chuyên thành tựu dũng mãnh. Được sở chí tâm thứ hai có thể gặt hái kết quả mơ thấy tướng lành. Hai sự chí tâm này lại có ba thứ khác nhau, giữa hạ trung thượng. Những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ không cho tán loạn, tâm trụ tỏ rõ bậc hạ. Hai là tâm dũng mãnh, ấy là chuyên cần không hề biến trễ, chẳng tiếc thân mạng bậc trung. Ba là thâm tâm, nghĩa là tương ưng với pháp rốt ráo, chẳng thoái bậc thượng. Nếu người tu tập pháp sám hối này cho đến chẳng được chí tâm bậc hạ thì trọn chẳng thể có sự cảm triệu tướng tốt thanh tịnh. Trên đây là nói phương pháp chiêm xét luân tướng thứ hai. Đây thì nam tử, nếu muốn chiêm xét sự chịu quả báo sai khác ba đời lại phải khắc gỗ ra làm sáu luân. Nơi sáu luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ghi vào trong đó, mỗi số chủ một mặt, mỗi luôn viết ba mặt, mỗi mặt một số, số ghi thứ lớp không cho lộn lạo. Nên biết những số như thế đều từ số 1 mà khởi, lấy một làm gốc. Cái tướng của những con số như vậy tượng trưng cho nhóm 6 căn của khắp tất cả chúng sanh đều từ cảnh giới nhất thật tướng tự tính thanh tịnh tâm của Như Lai Tạng mà khởi. Nên nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất thật tướng lấy đó làm gốc, nghĩa là đương cảnh giới của nhất thật tướng sẵn có vô minh chẳng rõ nhất chân pháp giới, nhận lầm cái nhớ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng rồi phân chấp đắm cho nhóm mãi thành nhân chuyên của nghiệp sinh các giác quan như mắt tai mũi lưỡi thân ý, đương vào sáu căn bên trong đối với sáu trần bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp mà khởi ra nhận thức của sáu giác quan, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận, thành ra 18 cảm thọ. Nếu đời sau này, hạng đệ tử Phật đối với sự thọ quả báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết nghi, phải nên ba lần gieo tướng mộc luân. Cách thứ ba này, chiêm xét bằng cách tính số cộng lại căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác. Các tướng quả báo thiện ác ba đời để xem như vậy,
gồm có 180 chánh thứ. Những gì là 180 chánh thứ? 1. Cầu thượng thừa sẽ được bất tái chuyển. 2. Cầu quả được chứng hiện tại sẽ chứng. 3. Cầu duyên giác thừa được không thoái chuyển. 4. Cầu thân văn thừa được bất thoái chuyển. 5. Cầu xuất thần thông được sự thành tựu. 6. Tu bốn phạm hạnh được sự thành tựu. 7. Tu thiền thế gian được sự thành tựu. 8. Giới nào muốn thọ là được diệu giới. 9. Giới nào từng thọ được đầy đủ giới. 10. Cầu thượng thừa như đức tin chưa trụ. 11. Cầu duyên giác thừa nhưng đức tin chưa vững. 12. Cầu thân văn thừa như đức tin chưa vững. 13. Nghe được chim xác chính là bạn lành. 14. Tiếng nghe những gì đều đúng gì? Chánh pháp. 15. Người được chiêm xét chính là bản ác. 16. Tùy nghe những gì đều xa chánh pháp. 17. Người đang được xem có đức thật sự. 18. Người đang được xem không có thật đức. 19. Nghĩa được tu quán là không sai lầm. 20. Nghĩa được tu quán là bị lầm lộn. 21. Những gì đọc tụng là không lầm lộn. 22. Những gì đọc tụng là bị lầm lộn. 23. Những hành được tu chẳng bị sai lầm. 24. Chứng gì thấy nghe đều là tướng lành. 25. Có sở chứng gì đều là chân thật. 26. Có học những gì đều là sai lầm. 27. Những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành. 28. Có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính. 29. Có kết quả gì là do tà thần hiếp giữ. 30. Nói rõ điều gì là trí tà biện bác. 31. Biết chỗ huyền diệu chẳng phải sức người. 32. Nên trước tập quán đường lối sáng suốt. 33. Nên tập đường lối thiền định trước đó. 34. Xem chỗ được học không bị chướng ngại. 35. Xem chỗ được học là điều thích nghi. 36. Xem chỗ được học chẳng phải thích nghi. 37. Xem chỗ được học là đã tu tập đời trước. 38. Xem chỗ được học chẳng phải đời trước tu tập. 39. Xem chỗ được học khéo tăng trưởng lên. 40. Xem chỗ được học là phương tiện nhỏ. 41. Xem chỗ được học không sợ tiến thú. 42. Quả gì mong cầu hiện tại chưa được. 43. Cầu xuất gia thì sẽ được ra đi. 44. Mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy. 45. Cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng. 46. Hãy xem việc làm đều là ma sự. 47. Hãy xem những việc đã làm đều thành tựu. 48. Xem việc được làm chẳng được thành tựu. 49. Cầu giàu của cải sẽ được xung thành. 50. Cầu địa vị quan sẽ được kết quả. 51. Cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ. 52. Cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả. 53. Xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ. 54. Xem chỗ học vấn đã đạt kết quả. 55. Tìm thầy tìm bạn được như ý muốn. 56. Tìm đệ tử được như ý. 57. Tìm cha mẹ được như ý muốn. 58. Cầu con trai con gái được như ý. 59. Thê thiếp như ý. Tìm thê thiếp như ý. 60. Tìm bạn đồng học được như ý muốn. 61. Xem lại những gì lo lự được hòa hợp. 62. Người được xem tâm họ mang hờn giận. 63. Mong người không giận sẽ được hoan hỷ. 64. Cầu sự hòa hợp được như ý muốn. 65. Tâm của người được xem thì hoan hỷ. 66. Người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ. 67. Người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại. 68. Người được mời gọi sẽ được nhóm đến. 69. Người bị chê ghét được rời khỏi họ. 70. Người bình kính mến sẽ được gần họ. 71. Quán pháp ly dục ý được tập trung. 72. Quán pháp ly dục ý dẫn tập trung. 73. Người được mời gọi họ sẽ chẳng đến. 74. Người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến. 75. Người được hẹn trước ở lại không đến. 76. Người đang được xem được sự an lành. 77. Người đang được xem hiện chẳng an lành. 78. Người đang được xem đã không còn thân. 79. Người mình trông gặp sẽ được gặp họ. 80. Những gì mình đang tìm được gặp lại. 81. Những gì cầu nghe sẽ được lợi lành. 82. Những gì mong tìm thấy chẳng được như ý. 83. Xem chỗ bị nghi chính là đúng thật. 84. Xem lại chỗ bị nghi là chẳng thật. 85. Người đang được xem chẳng còn hòa hợp. 86. Cầu làm Phật sự sẽ được kết quả. 87. Cầu những món cúng sẽ được kết quả. 88. Tìm những của cải sẽ được như ý. 89. Tìm của nuôi thân ít được kết quả. 90. Có cầu những gì thấy đều sẽ được.
91 có cầu những gì thì đều chẳng được. 92 có cầu những gì ít được kết quả. 93 có cầu những gì đều được như ý. 94 có cầu những gì liền được nhanh chóng. 95 có cầu những gì chẳng được nhanh chóng. 96 có những mong cầu nhưng bị tổn thất. 97 có cầu những gì sẽ được lợi lành. 98 có cầu những gì nhưng sẽ chịu khổ. 99 xem vật bị mất sẽ tìm lại được. 100 xem vật bị mất chẳng tìm lại được. 101 xem vật bị mất tự trở về lại. 102 cầu lìa ách nạn được thoát ách nạn. 103 cầu khỏi bệnh hoạn sẽ được tự lành. 104 xem những việc đã qua không chướng ngại. 105 xem những việc đã qua có chướng ngại. 106 xem nơi đang ở được dừng ở yên. 107 xem nơi đang ở chẳng được bình an. 108 nơi vừa mới đến được sự an vui. 109 nơi vừa mới đến là có ách nạn. 110 nơi vừa mới đến là lối của ma. 111 nơi vừa mới đến khó thể khai hóa. 112 nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 113 nơi vừa mới đến tự được lợi ích. 114 con đường dạo qua không bị não hại. 115 con đường dạo qua có bị não hại. 116 vua dân ác nên đói kém nổi lên. 117 vua dân ác nên nhiều bệnh ôn dịch. 118 vua dân tốt nên nước được giàu vui. 119 vua vô đạo nên nước tai hại lớn. 120 vua tu đức tai nạn loạn ly diệt. 121 vua làm ác nước sắp bị phá hoại. 122 vua tu thiện nước được xây dựng lại. 123 xem chỗ dạo qua được khỏi các nạn. 124 xem chỗ dạo qua chẳng thoát được khỏi nạn. 125 nơi đang được ở mọi người an ổn. 126 nơi đang được ở có sự chướng ngại. 127 tụ lực đang ở mọi người chẳng yên. 128 là nơi nhàn tịnh không có các nạn. 129 xem ra quái lạ nhưng không tổn hại. 130 xem ra quái lạ có sự tổn hại. 131 xem ra quái lạ tinh tấn thì an. 132 giấc mộng được thấy không gây tổn hại. 133 giấc mộng được thấy có sự tổn hại. 134 giấc mộng được thấy tinh tấn thì an. 135 giấc mộng được thấy là một lợi lành. 136 thấy chướng loạn đó dân mau được lìa. 137 thấy chướng nạn đó lần lần được lìa. 138 thấy chướng loạn đó mà chẳng lìa khỏi. 139 thấy chướng loạn đó nhất tâm là trừ. 140 thấy nạn đang bị nhưng mau được thoát. 141 thấy nạn đang bị lâu mới được thoát. 142 thấy nạn đang bị chịu nhiều suy não. 143 thấy nạn đang bị tinh tấn sẽ thoát. 144 thấy nạn đang bị biết mẹ sắp chết. 145 thấy bệnh đang mất rất dẫn nên điều trị. 146 thấy bệnh đang mất chẳng phải người phá. 147 thấy bệnh đang mất hợp với phi nhân. 148 thấy bệnh đang mất có thể trị liệu. 149 thấy bệnh đang mất khó thể trị liệu. 150 thấy bệnh đang mất tinh tấn là lành. 151 thấy bệnh đang mất phải khổ lâu dài. 152 thấy bệnh đang mất tự động sẽ lành. 153 thấy bệnh đang mất đến thầy khám mới trị nổi. 154 thấy bệnh được chữa là trị đúng pháp. 155 thuốc đang được uống sẽ được hiệu lực. 156 thấy bệnh đang mất được trừ lành hẳn. 157 thầy được tìm đến chẳng thể trị liệu. 158 cách đồ trị liệu là chữa trị sai. 159 thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực. 160 thấy bệnh đang mất là mạng sắp chết. 161 đó là trong đường địa ngục mà đến. 162 từ trong con đường xuất sinh mà đến. 163 từ trong con đường ngạ quỷ mà đến. 164 từ trong con đường Atula mà đến. 165 từ trong nhân loại mà đến. 166 từ trong loài trời mà tái sinh đến. 167 từ trong những người tại gia mà đến. 168 từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến. 169 đã từng gặp Phật cúng dường mà đến.
170, tầng gần cúng dường hiền thánh mà đến. 171, tầng được nghe pháp rất sâu mà đến. 172, bà thân nào rồi sẽ vào địa ngục. 173, bà thân rồi sẽ đọa làm súc sinh. 174, bà thân rồi sẽ đọa làm ngạ quỷ. 175, bà thân rồi sẽ làm Atula. 176, bà thân rồi sẽ sinh vào nhân đạo. 177, bà thân rồi làm vua trong loài người. 178, bỏ thân rồi sẽ sinh lên cõi trời. 179, bỏ thân rồi sẽ làm vua cõi trời. 180, bỏ thân rồi sẽ nghe pháp rất sâu. 181, bỏ thân rồi được xuất gia tu học. 182, bỏ thân rồi sẽ được gặp thánh tăng. 183, bỏ thân rồi sinh lên trời đấu xuất. 184, bỏ thân rồi sinh tịnh độ của Phật. 185, bỏ thân rồi liền được thấy Đức Phật. 186, bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa dưới thanh văn. 187, bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác. 188, bỏ thân rồi sẽ được chứng được đạo quả. 189, bỏ thân rồi liền được bậc thượng thừa. Này thì năm tự đó gọi là những tướng sai biệt của 189 thứ pháp báo lành dữ. Các chiêm xét như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem đến. Nếu các số cộng với ý người tương xứng thì không sai lạc. Các số cộng gieo cho người nào mà con số thành với việc tâm đang chú trọng theo đuổi để xem, kết quả không tương xứng ấy là chẳng hết lòng thành, như thế gọi là hư luống. Những người nào gieo ba lần mà không thấy hiện số là kẻ ấy đã được vô sở hữu, không gì đã vướng mắc. Lại nữa thì nam tử đã tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo, thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể tự chim mà đến cầu tịnh muốn xem cho họ, phải nên cân nhắc, quán xét tâm mình có tham danh lợi thế gian hay không, bên trong ý có thanh tịnh hay không, sau mới có thể quy kính tu hành, cũng dường như trước dốc lòng phát nguyện. Vì họ chiêm xét cho nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng thầy tà để tự phương hại rối loạn cho người. Nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh, dầu cho chiêm xét dân chẳng tương xứng, chỉ là sai lầm một cách hư luống mà thôi. Là nữa, các hạng chúng sanh về đời sau này, bất cứ việc gì được chiêm xét đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được nhiều sự lo âu, lúc bị bức bách, lo rầu xoay sợ, phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chí thành thì bị chiêm xét sẽ được tốt lành, cầu gì được nấy, hiện đời liệt khỏi những sự suy buồn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chiêm Xét Nghiệp Báo. Phật thuyết kinh Chiêm Xét Nghiệp Báo Thiện Ác phần 1. Vì đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.